Rồi, xin kính chào tất cả mọi người. Trong video ngày hôm nay, em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chuyển qua 12 kênh trên máy bo đàm Anetong AT4 số 5. Thì để chuyển từ 6 băng chữ ABCD sang 6 băng số 1 2 3 4 5 6, chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên là mọi người sẽ tắt nguồn máy, sau đó mọi người ấn giữ tay cùng lúc phím full và phím MG. Chúng ta ấn giữ tay cùng lúc hai phím rồi mở nguồn lên. Rồi, ngay lúc này máy sẽ chuyển sang chế độ là băng 2. Bây giờ chúng ta sẽ hạ xuống là băng 1. Khi mình hạ xuống 1 là máy sẽ chuyển sang chế độ là từ 1, 2, 3, 4, 5, 6 chứ không còn A, B, C, D, E, F nữa. Sau khi chọn băng 1, mình bấm full, giữ tay. Rồi, bung ra. Rồi, ngay lúc này máy đã chuyển sang chế độ là băng 1, 2, 3, 4, 5, 6 nha mọi người. Thì ngay lúc này băng A sẽ thành băng 1, băng B sẽ thành băng 2, C thành 3, D thành 4. Tức là từ A, B, C, D, E, F nó sẽ chuyển sang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó không còn là băng giữ nữa. Đó. Thì để chuyển từ băng số sang băng chữ chúng ta cũng thực hiện như vậy luôn nha. Mình tắt nguồn máy, ấn giữ tay vào phím full hoặc phím MG cùng lúc, mở nguồn lên. Rồi. Sau đó mọi người sẽ chọn băng số 2. Thì chúng ta sẽ xài lại là băng chữ A, B, C. Bấm full giữ tay. Rồi ngay lúc này mình buông ra. Rồi thì ngay lúc này máy nó trở về trạng thái băng chữ với bình thường nha, A, B, C, D. Mình muốn chuyển là băng số thì mình thực hiện như lúc nãy. Rồi thì ở đây máy hiện tại có 60 kênh nha mọi người. Máy có tổng cộng là 60 kênh chứ không còn là 40 hoặc là 45 kênh như trước nữa. Dạ rồi, thì đây là các bước cơ bản cho mọi người có thể chuyển đổi 12 băng trên máy bo đàm Anetong AT4 số 5. Và những video sau em sẽ hướng dẫn tiếp cho mọi người những chức năng khác ở trên máy. Rồi thì bây giờ những anh em nào chưa đăng ký thì mọi người nhớ ấn vào phím đăng ký nè, và ấn vào phím chuông bên cạnh để được YouTube thông báo mỗi khi em ra những video mới nhất nha. Rồi, video của em tới đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo ạ.